Gần 40 năm kể từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng các thế hệ sau này vẫn còn nợ quá khứ một việc rất thiêng liêng khi mà những tồn đọng trong giải quyết chế độ chính sách vẫn chưa được khắc phục triệt để. Cả nước hiện có 8,8 triệu người có công với cách mạng, chiếm gần 10% dân số. Trong đó có hơn 1,1 triệu liệt sĩ, hơn 3.000 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, hơn 780.000 thương binh và hơn 4,1 triệu người hoạt động kháng chiến. Đa phần người có công với cách mạng và thân nhân của họ được hưởng chế độ ưu đãi mới cao hơn trước kể từ khi pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công đã chính thức có hiệu lực từ đầu năm nay. Tuy nhiên, cùng với việc nâng cao mức ưu đãi thì việc thống kê, rà soát, không bỏ sót đối tượng người có công và giảm bớt những thủ tục hành chính phiền hà cũng là việc làm cấp thiết khi mà hiện nay, theo thống kê, vẫn còn hơn 150.000 cựu thanh niên xung phong chưa được hưởng chính sách, chiếm hơn một nửa tổng số cựu thanh niên xung phong. Trong tiêu đặt ra là phải hoàn thành việc giải quyết chính sách cho cựu thanh niên xung phong trong năm 2014. Phải mất rất nhiều năm sau chiến tranh, chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong mới dần hoàn thiện. Còn với những người tham gia lực lượng biệt động, bên cạnh nhiều người đã được Tổ quốc vinh danh, thì hiện vẫn còn rất nhiều người đã ngã xuống mang những bí số, bí danh mà chưa được Tổ quốc ghi công. Hiện vẫn còn khoảng 200.000 mộ liệt sĩ chưa được quy tập. Hơn 300.000 hài cốt đã được quy tập trong các nghĩa trang liệt sĩ nhưng còn thiếu thông tin. Nhiều mẹ liệt sĩ chỉ khát khao tìm thấy hài cốt của con mình trước khi về với tổ tiên. Và còn biết bao người vợ, thân nhân liệt sĩ không tiếc thời gian và tiền bạc, dòng dã tìm kiếm người thân hàng chục năm trời trên khắp các chiến trường. Độ che chính sách đối với hàng vạn trường hợp, nhiều gia đình còn ngóng đợi thông tin về người thân của mình. Thực tế này đang đặt trọng trách nặng nề với cơ quan chức năng, bởi đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công không phải là hoạt động mang tính nhất thời trong các dịp kỷ niệm, mà phải là sự nghiệp lâu dài của cả xã hội. Xin kính chào quý vị và các bạn. Tuần này thì khắp các địa phương trong cả nước đang diễn ra nhiều hoạt động hết sức có ý nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người có công với đất nước, với dân tộc. Đền ơn đáp nghĩa là đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Đạo lý đó đang được chứng minh qua thực tiễn đời sống với rất nhiều chính sách đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội đối với hàng triệu người có công với cách mạng. Trong những năm gần đây thì các gia đình chính sách càng ngày càng được hưởng nhiều hơn chế độ ưu đãi về vật chất và tinh thần. Nhiều đối tượng được hưởng lương, chế độ phụ cấp, hỗ trợ về nhà ở, việc làm, ưu tiên cộng điểm cho con em trong xét tuyển thi cử. Vào dịp lễ Tết thì chính quyền, đoàn thể các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công. Tuy nhiên bên cạnh đó thì còn rất nhiều gia đình chính sách chưa được quan tâm đúng mức, chưa được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của nhà nước. Nhiều trường hợp do không có đầy đủ giấy tờ chứng minh quá trình tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến, hoặc là ngược lại do thủ tục rườm rà nhiêu khê nên không đủ điều kiện để xét duyệt hồ sơ liệt sĩ, thương binh, người có công, đành chấp nhận chịu nhiều thiệt thòi. Những con số biết nói trong clip mà chúng ta vừa xem ở phần mở đầu của chương trình này đã gợi cho tôi, đã gợi cho tất cả các vị khách mời đang ngồi trong trường quay hôm nay và cho nhiều khán giả đang theo dõi chương trình này nhiều điều phải suy nghĩ. Câu hỏi đặt ra lúc này là chúng ta có thể làm được gì để có thể giúp đỡ được nhiều nhất có thể cho những liệt sĩ đã hy sinh, các thương bệnh binh, cho các gia đình chính sách nhưng chưa được công nhận hoặc là chưa được giải quyết chế độ chính sách. Đó cũng là câu hỏi mà chương trình hôm nay sẽ đi tìm câu trả lời. Tôi xin được giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình hôm nay. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và đây là cơ quan giám sát việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội, trong đó có chính sách người có công. Ông Hoàng Công Thái là Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và đây là cơ quan có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực người có công trong phạm vi cả nước. Và khách mời thứ ba là Đại tá nhà văn Chu Lai, một cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và ông đã từng là bộ đội đặc công rừng xác vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông Hoàng Công Thái, cái thông tin đang được nhiều gia đình chính sách quan tâm trong lúc này là có một số những cái quy định mới về chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã có hiệu lực trong cái thời gian gần đây. Ông có thể cho biết những khái quát những cái điểm mới đó là gì và cái việc triển khai giải quyết chế độ cho người có công trên phạm vi cả nước đã được thực thi như thế nào? Năm 2012 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành cái pháp lệnh số 04 để sửa đổi bổ sung cái pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thì theo cái pháp lệnh 04 sửa đổi này ấy, thì có nhiều cái chế độ mới
ưu đãi người có công được bổ sung. Ví dụ như là đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng thì trước kia chỉ hưởng cái trợ cấp là của thân nhân liệt sĩ và phụ cấp bà mẹ Việt Nam anh hùng, thì nay được thêm một cái khoản trợ cấp nữa là trợ cấp cho người phục vụ. Bà mẹ Việt Nam anh hùng nào cũng được một cái tiêu chuẩn là người phục vụ. Cái thứ hai nữa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ấy mà suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì trước kia là chưa có trợ cấp người phục vụ, thì nay cũng đã được bổ sung chế độ trợ cấp người phục vụ. Thế, cái thứ ba nữa là người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy thì trước kia thì giải quyết chế độ là trợ cấp một lần thôi, nhưng bắt đầu từ mùng 1 tháng 9 năm 2012 thì được hưởng cái trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy. Cái số lượng người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy mà được hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng này khoảng gần 90.000 người. Thế. Ngoài ra, đối với thân nhân liệt sĩ thì trước là chỉ có chế độ trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ là trợ cấp thường và trợ cấp nuôi dưỡng. Nhưng nay thì nhà nước cũng bổ sung thành là có 3 cái chế độ trợ cấp cho: một là thân nhân của một liệt sĩ, hai nữa là thân nhân của hai liệt sĩ, và ba là thân nhân của ba liệt sĩ trở lên. Thế cho nên là cái mức trợ cấp là cũng đã điều chỉnh thay đổi đi. Và cái thứ tư nữa là đối với thân nhân của người có công thì nhà nước cũng bổ sung cái chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của một số người có công, một số đối tượng. Cái riêng cái điều chỉnh mà cái bảo hiểm y tế này đã gần 1 triệu cái thân nhân người có công được hưởng thêm cái chế độ bảo hiểm y tế của nhà nước. Thì song song với những ưu đãi về trợ cấp, về chăm sóc sức khỏe, đấy, về bảo hiểm y tế thì cái chế độ điều dưỡng là cũng được điều chỉnh. Là một là điều chỉnh là đối với người điều dưỡng 1 năm 1 lần thì bây giờ bổ sung thêm đối tượng được điều dưỡng 1 năm 1 lần. Ví dụ như thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên này, là được điều dưỡng 1 năm 1 lần. Đấy. Rồi bổ sung điều chỉnh lại cái chế độ cho người mà có công mà đang nằm ở cái chế độ điều dưỡng 5 năm mới được đi điều dưỡng 1 lần thì bây giờ xuống 2 năm. Thì cái mức chi cho điều dưỡng cũng tăng lên rất nhiều. Thế bên cạnh những chính sách đó thì còn một loạt những cái ưu đãi khác được điều chỉnh, như là cái ưu đãi trong giáo dục đào tạo này, trong cái chỉnh hình và phục hồi chức năng này. Và bên cạnh đó thì cái thời gian vừa qua thì Thủ tướng lại ký cái quyết định số 22 là hỗ trợ cho người có công có khó khăn về nhà ở, giải quyết về nhà ở. Đấy, bên cạnh cái hỗ trợ về ưu đãi, hỗ trợ về những cái ưu đãi khác ngoài cái trợ cấp và hỗ trợ về nhà ở, về chăm sóc sức khỏe, về điều dưỡng, thì cái đời sống của người có công kể từ khi pháp lệnh ưu đãi người có công sửa đổi số 04 có hiệu lực thì đã được là nâng lên rất nhiều. Vâng. Thưa ông Đỗ Mạnh Hùng, nhìn từ góc độ cơ quan giám sát của Quốc hội thì ông đánh giá như thế nào về cái hệ thống các chính sách và những cái cách thức cũng như là kết quả của cái việc thực hiện chính sách đối với người có công hiện nay? Chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng ấy là một cái chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, và cũng thể hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn để nâng đáp nghĩa của dân tộc ta. Có thể nói về mặt ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thì hệ thống chính sách đối với lại ưu đãi người có công đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện đầy đủ hơn. Như anh Thái đã nói thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2012 không chỉ ban hành pháp lệnh số 04 về sửa đổi bổ sung một số chế độ ưu đãi đối với người có công, mà còn ban hành 2 văn bản rất quan trọng khác. Một là nghị quyết 494 ban hành ngày 18 tháng 5 năm 2012 về kết quả thực hiện cái giám sát đối với lại thực hiện chính sách pháp luật người có công. Và trong nghị quyết này thì có nói 4 cái điểm rất là quan trọng. Thứ nhất ấy là xác định rõ cái chủ trương là tăng cái mức trợ cấp cho người có công và các đối tượng thân nhân người có công theo cái lộ trình về tăng tiền lương cơ bản đối với lại các cái đối tượng cán bộ công chức rồi các đối tượng khác, làm sao đảm bảo cái mức tăng trợ cấp này nó phù hợp với lại cái phát triển kinh tế xã hội và đáp ứng tốt hơn cái mức sống, thế rồi các cái điều kiện phục vụ khác đối với người có công và thân nhân. Cái điểm thứ hai ấy là xác định là phải có biện pháp hỗ trợ kịp thời đối với lại những gia đình người có công mà đang ở nhà tạm hoặc là nhà xuống cấp nghiêm trọng. Và theo cái con số giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 ấy, thì cái con số mà nhà ở cần phải hỗ trợ ngay trong năm 2013 là khoảng xấp xỉ 72.000 căn hộ. Cái điểm quan trọng thứ ba là nghị quyết cũng nói là ngay trong năm 2012 thì chính phủ phải xây dựng và triển khai thực hiện 2 cái đề án. Một là cái đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đề án này giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì. Và cái đề án thứ hai là đề án xác định danh tính các cái liệt sĩ đã có mộ ở trong nghĩa trang nhưng mà còn thiếu thông tin. Đây là cái đề án mà giao cho Bộ Lao động Thương binh Xã hội là chủ trì.
Cái điểm thứ tư trong nghị quyết cũng nói rất rõ là phải khẩn trương để xác minh làm rõ và giải quyết tốt những cái tồn đọng trong việc thực hiện chính sách đối với người có công. Cùng với nghị quyết này và nghị quyết và pháp lệnh số 04 thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn ban hành một nghị quyết rất là quan trọng nữa, đó là pháp lệnh số 05 được ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2012 sửa đổi cái bổ sung cái pháp lệnh về quy định danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó có những cái điều chỉnh bổ sung rất là cơ bản. Trước đây thì về cơ bản mà nói thì các bà mẹ Việt Nam mà có từ 3 thân nhân là liệt sĩ trở lên đấy, trong gia đình thì được xem xét để phong tặng hoặc tri tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Còn đối với những trường hợp mà có 2 hoặc 1 thân nhân là liệt sĩ thì kèm theo những cái điều kiện khác. Nhưng mà theo cái tinh thần pháp lệnh số 05 ấy, thì các bà mẹ Việt Nam mà có từ 2 thân nhân là liệt sĩ trở lên là chồng hoặc con hoặc là bản thân thì đều được xem xét và phong tặng hoặc truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng. Như vậy có thể nói rằng là cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ưu đãi người có công là đang được ngày càng bổ sung, hoàn thiện, đầy đủ hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy rằng là bên cạnh những cái cố gắng nỗ lực để mà triển khai thực hiện chính sách ưu đãi người có công thì cũng còn có những cái mặt mà rất là đáng quan tâm. Trong đó có một cái điểm mà qua giám sát chúng tôi cũng thấy, đó là cái việc còn chậm ban hành các cái văn bản để thực hiện pháp lệnh và nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Anh Thái có nói rằng là pháp lệnh 04 là được ban hành từ tháng 7 năm 2012, nghị quyết 494 thì được ban hành từ tháng 5 năm 2012 và pháp lệnh số 05 thì ban hành tháng 10. Thế tuy nhiên thì mãi cho đến mùng 9 tháng 4 năm 2013 thì chính phủ mới ban hành nghị định số 31 để hướng dẫn triển khai thực hiện cái pháp lệnh 04. Và tháng 5 năm 2013 thì chính phủ mới có quyết định số 22 về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với lại người có công. Như vậy có thể nói là độ trễ về mặt chính sách là cũng rất là đáng quan tâm. Đấy. Cái thứ hai nữa là các cái thủ tục hành chính có liên quan đến việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công thì một số nội dung cũng còn rườm rà. Chúng tôi qua giám sát thì thấy có hơn 70 cái bộ thủ tục hành chính còn có liên quan đến lĩnh vực này và có nhiều thủ tục thì cũng cần phải tiếp tục nghiên cứu để làm sao đơn giản hơn nữa, thuận lợi hơn cho các cái đối tượng người có công và thân nhân được thụ hưởng chính sách. Vâng, cảm ơn ông. Và đây thì có đại tá nhà văn Chu Lai cũng là một cựu chiến binh và từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, và ông cũng là một cái đối tượng tức là được thụ hưởng cái chính sách ưu đãi đối với là người có công. Vậy thì là người trong cuộc thì ông có ý kiến như thế nào về cái việc thực hiện các cái chế độ chính sách của nhà nước hiện nay đối với những cái đối tượng có công với cách mạng? Trước hết là cá nhân tôi chả được thụ hưởng gì cả, bởi vì tôi không bị thương. Lính đặc công nó có cái đặc điểm ấy, nằm giữa trung điệp hàng rào kẻ thù, đã lộ là chết, chặt đầu phơi xác trên cọc chứ không có bị thương, thành ra là không bị thương, không có thù được hưởng cái gì cả. Nhưng vừa rồi tôi có thể tôi hơi nhầm vừa rồi nghe anh Hùng nói ấy, tôi bày tỏ sự xúc động cá thể, bởi vì năm nay sẽ có một cái chính sách là ba mẹ có hai con là liệt sĩ được phong bà mẹ và truy phong bà mẹ Nam Y Hùng. Đấy là trường hợp mẹ tôi. Cái người anh cả của tôi 16 tuổi, ăn cắp cây súng ngắn của ông bố tôi là chủ tịch lâm thời tỉnh Hưng Yên, đi Nam Tiến, 2 tháng sau gửi ra một bài thơ rất hay, và 2 tháng sau người ta gửi ra giấy báo tử. Đấy là một. Và bây giờ có người anh thứ hai nữa, thì bây giờ bà mẹ tôi đã khuất đối được 17 năm nay rồi, và lần này với cái chính sách này thì bà mẹ tôi ở Suối Vàng chắc sẽ mỉm cười. Tôi muốn nói về điều khác. Cái sự trễ mà, khái niệm về sự trễ trong cái chính sách thương binh liệt sĩ người có công này là một cái khái niệm rất quan trọng, rất nặng nề. Nó như là ta vào một chiến dịch sống còn, mà ta trễ là đưa đến sinh tử. Nhưng đây là chiến dịch đạo lý, đây là mặt trận tọa độ nhân văn, mà ta trễ cũng có thể đưa đến một cái gì kinh khủng hơn là sống còn. Tức là
bị dạn vỡ lòng tim. Ta thường nói một câu cửa miệng thế này: cuộc chiến tranh đã lùi xa 40 năm rồi, nhưng hơi thở chiến tranh vẫn nóng hầm hập ở đó đây. Không, không phải hơi thở đâu, mà rõ ràng hình hài chiến tranh vẫn nhức nhối ở khắp mọi nơi trong đất nước mình. Các bàn thờ liệt sĩ vẫn ngún khói trong các gia đình liệt sĩ. Những trẻ em bị dioxin vẫn nằm bê bết trên cái giường bệnh. Những người thương binh vẫn chống nạn, và những cái cảnh cơ nhỡ vẫn xảy ra. Thế thì cái đó là nó hiện hiện trước mắt. Và cái sự trễ này thì đã đến lúc ta nói rằng trễ bây giờ là có tội. Nhưng đồng thời cái dân tộc mình có một cái rất lạ này: nếu các chính sách bị trễ thì họ lại tự điều chỉnh được. Giống như ngày xưa các binh đoàn vào trận, các thế hệ trai trẻ vào trận, họ không cần một thủ tục nào. Thủ tục đó được gọi là thủ tục máu. Tôi cũng trích máu đi chiến đấu đây, mà hai lần đại học đang là diễn viên kịch tổng cục ý trị, trích máu xin đi chiến đấu. Chỉ có một thủ tục lấy máu mình để viết lên trang sử trượng phu thoát động lòng biên phương khi đất nước có giặc. Còn bây giờ để khẳng định cái hy sinh đó mà tới 70 thủ tục, một cái tỷ lệ ghê gớm quá. 70 là một tỷ lệ chết. Thế còn cái thủ tục máu kia là thủ tục trượng phu, thủ tục dâng hiến ngàn đời và lịch sử mãi còn ghi. Nhưng không phải để lịch sử ghi mãi, mà vẫn phải lịch sử khẳng định đó và phải có cách nhìn cụ thể vào nó. Tôi nói và những người lính có cái tự điều chỉnh rất hay. Tôi có một số anh em chiến sĩ của tôi ấy, ví dụ như là cậu Đỗ Xuân Tục, đặc công Hải Phòng, Đồ Sơn. Cậu Võ Minh, kiêm nhà văn, đặc công ở Hà Nội này, vốn là kỹ sư. Khi mà liệt sĩ và thương binh của đơn vị tiểu đoàn đặc công nó chưa được đãi ngộ một cách đàng hoàng, thì hai người này, bao nhiêu tài sản của cải trong nhà đều trích ra một phần lớn, và cứ ngày giỗ ngày Tết là đánh một cái xe biếu các chiến hữu của mình, hàng chục chiến hữu, người thì cái truyền hình, người thì cái máy khâu, người thì cái quạt, và năm nào như thế, thì tức là họ tự điều chỉnh được. Và cái tự điều chỉnh này nó nói đến sức mạnh tinh thần và giá trị tinh thần của người Việt Nam. Nhưng không cứ để họ tự điều chỉnh mãi, và các nhà chính sách vĩ mô là bắt đầu phải sắn tay vào để không có khái niệm trễ trong cuộc này nữa. Bởi vì 40 năm rồi mà trễ nữa thì đấy là có tội đấy. Vâng, xin cảm ơn nhà văn Chu Lai, và chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dành cái phần thời lượng tiếp theo của chương trình để chúng ta trao đổi về những cái vấn đề liên quan đến cái độ trễ của chính sách và cái những cái giải pháp nào để mà tháo gỡ một cách nhanh nhất. Thưa quý vị và các bạn, gần đây sau khi Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng bộ phim tài liệu Biệt động Sài Gòn gồm 10 tập trên kênh VTV1, thì chúng tôi đã nhận được thông tin phản hồi từ nhiều cựu chiến sĩ biệt động Thành và cựu chiến binh về việc tại sao một số không nhỏ các biệt động Thành đã hy sinh nhưng cho đến nay vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ, và nhiều người còn sống vẫn chưa được hưởng các chính sách đãi ngộ cho dù chiến tranh đã kết thúc cách đây đã 40 năm. Những câu chuyện đơn lẻ về những chiến sĩ biệt động được kể lại ngay sau đây từ nó đã có thể phản ánh một thực tế, đó là vẫn còn rất là nhiều số phận vì hoàn cảnh đặc biệt của công việc mà độ trễ của chính sách chưa thể đến được với họ. Hai vị chỉ huy của hai nhóm biệt động Sài Gòn ngày hôm nay cùng đến thăm đồng đội cũ là bà Hồng, người từng gia nhập đội biệt động từ năm 15 tuổi với nhiệm vụ chính là vận chuyển vũ khí vào nội đô Sài Gòn. Sau chiến tranh, bà trở về cuộc sống đời thường khá vất vả vì bị thương mất bên chân phải. Nhưng dù sao, bà Hồng vẫn còn được hưởng chế độ thương binh 2/4, không như nhiều đồng đội của bà. Không ai biết đến họ đã từng vào sinh ra tử. Cái số anh em còn lại của biệt động á, thì năm 76 là mình cho ra quân hàng loạt hết. Chỉ được mấy trăm ngàn hay nhiêu đó, một lần một cái thôi, cho coi như cho sức ngủ á. Đó, cho nên có những anh em á, về cuộc sống cũng rất là vất vả. Trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng biệt động là một tổ chức đặc biệt, biên chế rất gọn nhẹ, đảm bảo bí mật ở mức cao nhất, hoạt động gần như đơn tuyến. Hồ sơ tham gia biệt động có khi chỉ là những bí danh và rất ít thông tin cá nhân. Chiến tranh cũng đã làm thất lạc nhiều hồ sơ, và trong nhiều trường hợp, nếu người chỉ huy hy sinh thì những chiến sĩ tham gia biệt động sẽ khó lòng chứng minh được nhiệm vụ của mình. Đây chính là cái khó khi làm các chế độ chính sách thời hậu chiến. Đã có những tập thể cá nhân tham gia lực lượng biệt động được vinh danh và được hưởng chế độ chính sách, nhưng đây chỉ là con số rất nhỏ.
Ông Bảy Sơn hiện là chủ nhiệm câu lạc bộ truyền thống khối vũ trang biệt động. Đã 87 tuổi nhưng ông vẫn miệt mài làm một công việc mà theo ông còn đang mắc nợ đồng đội. Đó là xác minh hồ sơ tài liệu cho đồng đội của mình để họ không bị lịch sử lãng quên. Chừng 200 đồng đội của ông hy sinh ngay tại trong nội đô hiện vẫn chưa tìm được hài cốt. Cùng với đó, nhiều chiến sĩ biệt động còn sống nhưng vẫn chưa được ghi công. Làm sao giải quyết cho công bằng những người có công đều được đảng và nhà nước xem xét một cách công bằng. Cái đó là điều duy nhất mà hiện nay đó, cái số người đó đó còn nhiều lắm chưa được giải quyết. Có người đã theo ông, theo bà rồi, nhưng cũng không được giải quyết. Cái đó là cái điều mà lỗi của những người đang sống. Bà Hồng Quân, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn biệt động Lê Thị Riêng từ 20 năm nay, vẫn cứ làm một công việc là xác nhận thông tin về đồng đội của mình để tìm lại sự công bằng cho họ. Từng đó thời gian, nhưng mới chỉ có 8 người được công nhận liệt sĩ. Nhiều người chưa thể xác nhận vì trong hồ sơ chỉ có ghi bí danh. Tất cả anh em đã tan biến rồi, dầu nước, dầu gió, để cho chúng ta được có hơi thở hòa bình hôm nay. Vậy thì nếu không báo tử được cho những người này, mình cảm thấy lãng quên người đã mất là giết họ hai lần. Không thể nào bình yên trong tâm được. Và tôi nghĩ rằng tôi cũng mong và kiến nghị nhà nước đừng sử dụng cái chỉ thị 25 về cái chuyện là phải trung đoàn báo tử, rồi phải có đó là hài cốt ở địa phương này, ở địa phương kia. Biệt động nó lôi xác hết trơn hoặc nó chìm xong hết vậy rồi hài cốt ở đâu? Trong quá trình làm phim biệt động Sài Gòn, đạo diễn Lê Phong Lan đã gặp nhiều nhân vật, những người đã góp phần mình vào thắng lợi chung của dân tộc Việt Nam và lắng nghe từ họ những trăn trở day dứt về đồng đội của mình. Nhiều người đã hy sinh và đến nay gia đình vẫn chưa có thông tin. Chiến tranh người ta tham gia là người ta đâu có nghĩ đến chuyện là người ta là ai. Có gì đánh nấy, đàn bà cũng đánh, đàn ông, thậm chí con nít cũng đánh. Vậy thì tại sao trong cuộc chiến tranh đấy người ta tham gia bằng tất cả những gì người ta có? Có những người ra đi thề quyết tử cho Tổ quốc hy sinh, họ đâu có tính toán gì với Tổ quốc. Vậy thì tại sao sau chiến tranh chúng ta lại tính toán, chúng ta lại suy nghĩ, chúng ta lại lăn tăn, chúng ta lại không tin vào họ? Giờ cả nước mình ấy, cả chống Pháp chống Mỹ là hơn 1 triệu liệt sĩ. Đấy, thế còn bao nhiêu người có công, hơn 8,8 triệu người có công với cách mạng. Thế nhưng mà chưa phải là đã bao quát hết. Nhưng mà riêng đối với lực lượng biệt động thành này cũng là một cái đối tượng mà chúng tôi trăn trở. Thì chúng tôi cũng có những cái mong muốn là chủ động phối hợp với bên quân ủy trung ương, với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng để mà có những đề xuất với Đảng, Nhà nước, có những cái chính sách cho nó phù hợp với đối tượng này. Nó phải linh hoạt hơn một chút và nó cũng phải có một cái đồng cảm với cái số anh em cán bộ chiến sĩ này. Chứ bây giờ đòi hỏi những các cái giấy tờ ấy thì rất là khó. Ngày xưa trong cái điều kiện chiến tranh của chúng ta là khó khăn quản lý giấy tờ, và thực ra những cái giấy tờ nó cũng rất là đơn giản. Ngay giữa làng dệt Bảy Hiền, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, có một ngôi miếu thờ liệt sĩ Mậu Thân luôn đượm khói nhang từ 45 năm nay, dù không ai biết danh tính các chiến sĩ hy sinh tại đây. Ngôi miếu thờ liệt sĩ cách mạng tồn tại công khai giữa lòng thành phố ngay từ khi Sài Gòn còn chưa giải phóng. Cùng với đó, nhiều ngôi mộ gió cũng được dựng lên sau chiến dịch Mậu Thân để tưởng nhớ người đã khuất. Họ đã nằm xuống vì nghĩa lớn, nhưng không phải để được vinh danh. Nhưng độ trễ và sự chưa kịp thời của chính sách là khoảng lặng thời hậu chiến đang đặt lên vai trách nhiệm cho thế hệ hôm nay, khi mà phần nhiều chiến sĩ biệt động ngày nay đã già yếu và cuộc sống vẫn còn rất khó khăn. Thưa các vị khách mời, cái ví dụ vừa rồi của cái câu chuyện những cái người lính, những cái người tham gia biệt động Sài Gòn chỉ là một trong những cái ví dụ điển hình cho cái việc là cái độ trễ của chính sách trong cái việc là công nhận các cái chế độ cho những người hoạt động cách mạng. Thưa Đại tá Nhà Văn Chu Lai, ông có bình luận như thế nào về một cái ý trong phóng sự vừa rồi? Đại ý là cái độ trễ và cái sự chưa kịp thời của chính sách, nó là cái khoảng lặng cái thời hậu chiến và đang đặt cái trách nhiệm lên vai cái thế hệ hôm nay. Và cái việc này cũng cho thấy là cái thế hệ sau này vẫn đang nợ quá khứ một cái việc có ý nghĩa rất là thiêng liêng, rất là có ý nghĩa. Đó là cái sự công nhận và đãi ngộ mà những người đóng góp xương máu cho Tổ quốc, họ xứng đáng được vinh danh. Vâng, cái này có nghĩa ta phải nhìn hết sức trầm tĩnh.
và hết sức sâu sắc. Bởi vì từ trong những cánh rừng trận mạc đi ra, nếu có một cái gì đó nó chạm đến cái sự tự ái của mình, đến cái nỗi niềm của mình, thì thường hay dễ nổi cáu. Thế nhưng mà lại nhìn rộng ra nữa, thì cái sự hy sinh này nó lớn lao đến mức độ không còn bút nào tả xiết. Núi xương sông máu, đơn vị đặc công của tôi đóng ven Sài Gòn, nó cũng như là một cái đơn vị mang tính đơn tuyến. Thậm chí tôi kết nạp đảng cho đồng đội của tôi. Trước khi hy sinh tôi chỉ nói, từ nay đồng chí là đảng viên của Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam Việt Nam, không có một mảnh giấy nào. Và tôi hiểu rằng biệt động cũng giống như tình báo, nó có một cái nghiêm ngặt là tính bảo mật. Và cái tính bảo mật đó mà càng chặt chẽ thì cách mạng càng thành công. Thì cái tính bảo mật đó không thể làm sao mà đến bây giờ cái người đơn tuyến đó, người thủ trưởng đó cũng mất đi. Thế vừa rồi người chiến sĩ đó lại còn. Chưa nói rằng vợ con này không được thông báo rằng chồng mình, cha mình đang đứng trong hàng ngũ của mình mà coi như biến mất khỏi cuộc đời này. Tôi cho tất cả cái đó là các màu sắc gam màu của chiến tranh rất phức tạp, rất phức tạp. Thế bây giờ làm sao? Tôi cho rằng để đáp ứng lại cái người có công với cách mạng, với cái thương binh liệt sĩ, tôi cho 40 năm nay làm được rất nhiều việc. Không phải không làm, nhưng không thể làm thể tất cả được. Và dứt khoát có bỏ sót. Nhưng từ cái bỏ sót này thì ta phải đánh thoáng cái thủ tục ra. Mà thủ tục nó nặng nề thì nó sẽ có bằng cái này. Nó tạo nên bằng cái u uất trong người. Tôi nói rằng ta mở rộng cái cửa ra, ta mở rộng lòng dân ra, thì những dòng nước trong xanh nó ùa vào. Nhưng đồng thời không cẩn thận, cả những cái dòng nước đục nó ùa vào. Có những người, có những kẻ lại lợi dụng những cái chính sách đó. Nhưng không phải bị lợi dụng mà ta lại không mở cửa. Bởi vì cái số kia mới là đại làn, số kia mới là quan trọng. Thế với tư cách là một người lính, tôi thấy rằng tất cả cái nỗi niềm này là có. Tất cả những cái thất thiệt này là có. Tất cả những cái mà trái ngang này là có. Nhưng đã có một cái số lớn đã đi vào cái guồng của nó, thì có quyền hy vọng rằng tới đây cái số kia đang bức xúc thì nó cũng được dần dần đưa ra bằng những thủ tục hết sức linh động, bằng những cách nhìn hết sức nhân văn, thì mọi việc nó sẽ thông thoáng. Vâng, những cái điều mà cần nói thì cái phóng sự cũng như là nhà văn Chu Lai cũng đã nói rồi. Tôi xin được hỏi ngay Hoàng Công Thái, có lẽ trong lúc này thì rất nhiều người đang muốn được biết là cho đến nay thì nhà nước có cái hướng tháo gỡ cái vướng mắc như thế nào để mà giải quyết chế độ chính sách cho cái lực lượng biệt động Sài Gòn như là trong phóng sự nêu. Bởi vì như nhà văn Chu Lai nói thì họ hoạt động bí mật như vậy, cho nên là những cái bảo mật thì ngày xưa rất là quan trọng. Và bây giờ thì những cái giấy tờ để mà chứng minh cho cái quá trình công tác thì gần như là không còn. Tuy nhiên thì họ vẫn còn những cái nhân chứng sống mà có thể là chứng minh cái điều đó. Vậy thì cái hướng tháo gỡ làm sao có thể linh hoạt hơn được không, để giải quyết chế độ chính sách cho những cái đối tượng mà đang chờ đợi rất là lâu rồi. Trước khi nói về việc ý thì tôi xin nói thêm về cái thủ tục mà 70 thủ tục hành chính mà vừa rồi anh Hùng đã nói. Thì cái thứ nhất là không phải là 70 thủ tục hành chính là chỉ dành cho một đối tượng, mà mỗi đối tượng thì chỉ cần rất ít thủ tục hành chính thôi. Thì chính phủ đã rất nhiều lần cải cách hành chính và tất cả những cái gì thấy không cần thiết thì đã loại bỏ rồi. Nhưng mà chúng ta có 12 diện đối tượng người có công. Đấy. Ngoài ra còn có thân nhân của người có công thì có bố, mẹ, vợ, chồng, con. Mỗi người có công lại được hưởng rất nhiều chính sách ưu đãi khác nhau. Một là chính sách ưu đãi về trợ cấp này, ưu đãi về chăm sóc sức khỏe này, về điều dưỡng này, về đi khi thăm viếng mộ này, vân vân và vân vân, rất nhiều chính sách. Thì 70 cái thủ tục hành chính cần phải, anh Hùng nói, phải xem xét lại là ở hàng trên hàng hơn 100 lĩnh vực ưu đãi người có công, nó là như thế, chứ không phải là chỉ có một đối tượng mà coi như là 70 cái thủ tục ưu đãi đấy. Mà đấy, tôi xin giải thích thêm rõ về chỗ một chút ạ. Cái thứ hai nữa là về cái đối với lực lượng mà biệt động thành mà anh vừa nói, thì thực ra thì đối với những người mà đã hy sinh hoặc là bị thương mà có đầy đủ thủ tục thì đã giải quyết rồi. Nhưng mà còn một số những cái đối tượng khác mà thực tế hy sinh mà đến nay chưa giải quyết ý, thì tôi cho rằng là cái này là do vận dụng ở dưới cơ sở ở địa phương. Chứ còn nhà nước thì cũng đã có chính sách. Tại vì tôi biết là đã có một cái thông tư ký giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động Thương binh Xã hội để giải quyết những trường hợp, mà đối với những trường hợp làm công tác đặc biệt, thì biệt động thành chính là một trong lực lượng làm công tác đặc biệt đấy. Thì cái này tôi cho rằng là cái quan trọng là cái tổ chức thực hiện.
Chứ còn cái vướng mắc về thủ tục hồ sơ, giấy tờ đối với lực lượng biệt động thành nó không phải là cái lớn, mà đã được giải quyết. Nếu mà chúng ta mà cái lựa ở tại địa phương mà tại cái lực lượng ở cơ sở ấy, nếu mà chúng ta nắm bắt, chúng ta thực hiện cái thì đã có thể thực hiện được. Nhưng mà trên thực tế thì có những người thì cũng không còn hồ sơ giấy tờ gì, mà có thể là chỉ còn những cái nhân chứng thôi chẳng hạn, thì làm sao có thể giải quyết được. Ở đây thì tôi muốn hỏi thêm ý kiến nhà văn Chu Lai. Theo ông thì để tháo gỡ vấn đề này thì qua đó thì có thể rút ngắn được cái thời gian chờ đợi của những đối tượng này, thì cần phải hướng đến cái cách giải quyết như thế nào để vừa có lý và có tình, và cũng không nên để những cái đối tượng mà có thể giải quyết được một cách linh hoạt phải chờ đợi thêm nữa, bởi vì họ đã chờ đợi quá lâu rồi và cũng không còn quỹ thời gian nhiều để mà chờ đợi nữa. Vâng, tôi nhất trí với anh Thái vừa rồi nói rằng các chính sách mà nó hết sức là rõ ràng, hết sức minh bạch, hết sức quyết liệt. Thế nhưng mà cái tính bi kịch của nó ấy, là từ cái quyết liệt ở tầng vĩ mô mà xuống đến cấp cơ sở, trong không phải chỉ trong chính sách này, trong kinh tế, trong chính trị, mà cấp cơ sở cũng đều bao giờ cũng có một cái gì đó nó không nối liền được với cấp trên thì nó mang tính bi kịch, nó ngưng trệ ở đấy. Cho nên rằng chính sách càng sáng bao nhiêu mà xuống nó ngưng trệ bấy nhiêu thì nó lại tối đi bấy nhiêu. Và bây giờ nếu có một số trường hợp mà nó chưa đưa ra ánh sáng được, bởi vì do cái đặc điểm chiến tranh, đặc điểm hoạt động, thì cái chính sách đó tôi đề nghị là giữa trung ương và cấp cơ sở làm đến nơi đến chốn, làm tỉ mỉ, làm từng việc trên cơ sở, hết sức tìm, hết sức tìm. Bởi vì bây giờ chỉ có một nhân chứng như tôi để tôi đứng ra tôi bảo lãnh rằng đơn vị đặc công của tôi như vậy có 1, 2, 3, 4 đồng chí đã hy sinh ở cái dòng sông Thị Tính, bây giờ là cái trung tâm Đại Nam rồi trò chơi này. Tôi xin đảm bảo nếu tin thì đấy nó trở thành một chính sách nhân văn. Và nếu không tin mà lại tiếp tục để chờ thời gian nó đầy đủ tất cả các hội tụ, đầy đủ tất cả các dữ liệu thì nó lại sang một chuyện khác. Cho nên tóm lại là chúng ta đang mắc nợ cuộc đời này. Chúng ta đang mắc nợ cuộc chiến tranh này quá nhiều xương máu. Và chính sách chúng ta đưa ra 40 năm nay cũng đã đưa ra một cách quyết liệt và mãnh liệt. Thế nhưng mà như một quy luật, mưa đến tận cùng được, mưa dầm thấm tận cùng được, thì nó không đến lúc này là không phải là chờ thời gian nữa, mà cùng tất cả đều vào cuộc. Mà vào cuộc này không phải chỉ là bằng một cái gậy chính sách hay là bằng một cái gậy chủ trương, mà vào cuộc bằng tất cả tấm lòng sâu đến tận cùng của từng người lính và từng số phận và từng đơn vị, không cần cấp trung đoàn chứng thực. Đơn vị nhiều khi biệt động có cấp trung đoàn, họ chiến đấu là hoàn toàn đơn lẻ và chết mất xác nhiều lắm. Đơn vị tôi cũng chết mất xác nhiều lắm, đến bây giờ giấy tờ đâu. Thành ra là cái cuộc sống đó và cái bằng chứng đó thì những người trong cuộc ta tạo lòng tin, đồng thời ta cũng không để cho những kẻ lợi dụng cái đó nó tràn vào. Thì hy vọng rằng như thế thì nó sẽ sáng dần ra. Tôi muốn nghe ý kiến của ông Thái về cái quan điểm của nhà văn Chu Lai. Tôi thấy cái quan điểm là rất đúng. Mà chúng tôi là những người mà tham mưu chính sách thì chúng tôi cũng rất là thấm cái quan điểm. Thực ra thì tất cả chúng tôi là những người tham mưu chính sách cũng đều là những người đã từng tham gia lực lượng quân đội, cho nên có cái đồng cảm ghê gớm. Thế về cái làm không có giấy tờ ấy, thì đã có một giai đoạn chúng ta mở ra là cho những người không có giấy tờ gì cả. Đấy, chỉ cần có người làm chứng ở cùng đại đội thôi, chứ không phải trung đoàn anh ạ, là giải quyết được rồi. Đấy, thế thì việc mở ra như thế đã giải quyết được rất nhiều. Nhưng mà như nhà văn Chu Lai nói, bên dòng nước trong thì có cái đục nó lẻn vào. Thì đến một lúc mà thấy là ngon ăn quá và nước đục nó bắt đầu nhiều quá thì lúc lại ngăn lại. Nhưng mà đến thời điểm này thì chúng tôi thấy rằng là cái số người mà thực chất ý hy sinh đấy mà không có giấy tờ chứng minh gốc thì còn không nhiều. Qua cái điều tra thì chúng tôi làm việc với Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng có thông báo là còn khoảng 6.000 trường hợp nữa. Đấy. Thế còn một số lực lượng khác thì chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra. Và cái này thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và của Bộ trưởng Bộ Lao động thì chúng tôi đang nghiên cứu để ban hành ra một cái chính sách làm thế nào mà đối với những trường hợp mà không còn giấy tờ này. Đấy, không còn mà không còn người làm chứng nữa cơ, chứ không phải không còn giấy tờ, không còn cả người làm chứng nữa thì chúng ta phải giải quyết như nào để giải quyết chính sách được cho người ta. Nhưng mà cũng như anh nói đấy, là một mặt để giải quyết những cái trường hợp ý, nhưng một mặt vẫn phải nghĩ đến để làm thế nào nước đục nó không lẫn vào dòng nước trong.
độ chính xác. Vâng, và không chỉ có lực lượng biệt động thành mà hiện nay thì có nhiều cái đối tượng chính sách khác như là thanh niên xung phong, rồi người tham gia cách mạng bị tù đầy, rồi những cái đối tượng bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh thì cũng đang được chờ công nhận và giải quyết chế độ chính sách. Và cái con số mà chúng tôi có được là riêng với lực lượng thanh niên xung phong thì vẫn còn tới khoảng 150.000 người, tức là một nửa tổng số thanh niên xung phong cho đến nay vẫn chưa được hưởng chính sách. Vậy xin hỏi ông Thái là ông cho biết nguyên nhân tại sao cái số lượng người trong cái diện giải quyết chế độ chính sách nó lại lớn đến như vậy? Cái này thì tôi cũng xin nói là thế này, là thực ra có một số người không hiểu thì cứ nói là đến năm 1999 thì nhà nước mới có cái chính sách đối với thanh niên xung phong, chứ còn trước kia là không có. Nhưng không phải, cái chính sách nhà nước là từ cái năm 47 có chính sách đối với quân đội, đối với công an như thế nào thì đã có chính sách đối với thanh niên xung phong như thế. Ai hy sinh thì được công nhận là liệt sĩ, ai bị thương thì được công nhận về thương binh. Nhưng mà về sau này thì chính phủ có một quyết định 104 về cái quy định chính sách đối với thanh niên xung phong. Có nghĩa là thanh niên xung phong nếu mà ốm đau, khi có thời gian phục vụ ốm đau về thì được trợ cấp một lần. Thế còn người nào ốm đau mà lại khó khăn nữa thì được trợ cấp hàng tháng. Đấy là chính phủ ra cái quyết định 104 như thế. Đấy là cái ưu đãi đặc biệt đối với thanh niên xung phong. Lúc ý quân đội chưa có chính sách này. Về sau này, đấy, 2009 thì mới có chính sách 290, mới quân đội tham gia thì được trợ cấp một lần đấy. Để tính ra mỗi năm phục vụ thì bằng 600.000 đồng. Đấy, dưới 2 năm thì được 2 triệu đấy. Đấy là vậy, đến 2009 thì mới có chính sách đối với quân đội. Thế nhưng mà thanh niên xung phong đã có từ lúc ấy rồi. Đã có từ trước khi có quân đội rồi, cho nên chứng tỏ là nhà nước rất quan tâm ưu đãi chứ không phải quan tâm ưu đãi. Nhưng mà sau khi mà nhà nước có cái quyết định đối với trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng đối với người phục vụ trong quân đội ấy, thì lúc ấy điều chỉnh lại mới chính sách đối với thanh niên xung phong bằng cái quyết định 40 vừa rồi của Thủ tướng năm. Trong quyết định 40 này thì quy định là đây này, thanh niên xung phong cứ có thời gian tham gia công tác mà dưới 2 năm thì được khoản trợ cấp một lần. Đấy, là 2 triệu rưỡi đúng không ạ? Và một năm phục vụ, ngoài 2 năm một năm phục vụ thì được thêm một khoản trợ cấp nữa. Đấy, cộng vào. Thế cho nên là chứng tỏ là thế này, là không phải bây giờ thanh niên xung phong mới được giải quyết, mà có nhiều cái còn ưu tiên giải quyết trước bộ đội, trước công an nữa. Thế nhưng mà hiện nay là sau khi mà nhà nước điều chỉnh lại chính sách này, thì 150.000 người mà theo như cái mà điều tra của cựu thanh niên xung phong ấy, đấy là nó cho rằng nó cũng rất phù hợp thôi. Tại vì là đến bây giờ là nhà nước mới có chính sách đối với quân đội công an thì bắt đầu điều chỉnh lại chính sách này. Thì bây giờ chúng ta đang tập trung vào chúng ta thực hiện cái chính sách này. Và chúng tôi cũng đã làm việc với Hội cựu thanh niên xung phong phấn đấu để làm thế nào đến 2014 thì giải quyết xong cái trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng này. Thế còn những cái đối tượng mà tham gia thanh niên xung phong mà theo các bác ấy nói là bây giờ bị thương. Đấy thì bây giờ cũng đang hàng tháng vẫn đang ngồi điều tra rồi cũng và phối hợp tổ công tác với thanh niên xung phong để tìm cách để tháo gỡ cho một số đối tượng này. Nhưng mà đấy là cái số lượng ấy không phải lớn là 150.000, mà 150.000 là người nào tham gia lực lượng công an thì được giải quyết chế độ một lần. Đấy, và chế độ trợ cấp hàng tháng như là cái quy định mà đối với tương đương như quân đội với công an. Và nhưng mà cái số lượng nó tồn động với con số lớn như thế là do nguyên nhân nào? Là vì là thế này nhỉ. Trước kia khi mà chính sách của mình đi trước bộ đội và công an thì mình giải quyết cho những người ốm đau. Đấy, chứ còn bây giờ mình giải quyết đồng loạt thì bây giờ cái số mà chính sách nhà nước vừa quyết định 40 vừa mới ban hành được mấy năm nay. Đấy thì bây giờ đang tập trung vào để thực hiện đấy. Vâng. Đấy. Ủy ban các vấn đề xã hội cũng là một cái đơn cơ quan mà giám sát với cái việc thực thi các chính sách xã hội ở các địa phương, thì trong đấy có cái chính sách đối với người có công. Và chắc là ông Hùng cũng đồng tình với tôi là qua theo dõi cái tình hình các địa phương thì chúng tôi thấy là những cái phản ánh từ dưới lên trên thì cho thấy là cái ách tắc lớn nhất trong cái việc giải quyết chế độ chính sách cho nhiều cái đối tượng hiện nay là do, thứ nhất là có thể là do họ, các đối tượng đấy là không còn đủ được những giấy tờ theo quy định. Và cái thứ hai nữa là cái phản ánh là những cái hồ sơ làm thủ tục ảnh hưởng để mà hưởng cái chế độ nó còn quá phức tạp, nó còn nhiều loại giấy tờ không cần thiết và nó thiếu cái tính khả thi. Vậy thì theo ông, để có thể đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng và giải quyết một cách linh hoạt cho các cái đối tượng này thì chúng ta có thể đưa ra những cái quy định khác, giấy tờ khác thay thế đơn giản hơn và có tính khả thi hơn được không? Và có thể là làm thế nào đấy để đơn giản hóa đến mức tối đa những cái thủ tục cần thiết nhưng mà đồng thời vẫn đảm bảo, tức là cái hiện tượng là dựa vào cái việc là cái chính sách này để mà có thể là có những cái việc trục lợi ở trong đấy. Tôi nghĩ rằng là việc tồn động trong giải quyết chế độ chính sách đối với một số đối tượng người có công và thân nhân ấy đang là một thực tế. Và như tôi nói phần đầu ấy, thì một trong nội dung của nghị quyết 494 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấy, là yêu cầu là phải tập trung giải quyết vấn đề này. Thế và qua giám sát thì chúng tôi thấy có lẽ phải chú ý đến 5 cái biện pháp
cái biện pháp thứ nhất ấy là cần phải nghiên cứu để mở rộng các cái diện giấy tờ, văn bản, rồi cách thức để xác nhận. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này chúng ta có thể làm được. Tôi nói ví dụ như là các cái loại giấy tờ văn bản để chứng minh rằng một đồng chí mà đã tham gia chiến trường ở miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ thì có thể họ không còn. Nhưng mà ở từng địa phương ấy thì các cơ quan quân sự vẫn còn lưu được danh sách DB của từng năm, của từng thời kỳ. Chỉ cần là xem lại hồ sơ lưu trữ, đối chiếu lại với lại người thật việc thật là cũng có thể có một kênh để bổ sung cái việc xác nhận. Cái giải pháp thứ hai ấy, theo tôi là phải công khai hơn nữa, minh bạch hơn nữa. Và trên cơ sở công khai minh bạch ấy, thì phải dựa vào dân để mà thực hiện cái chính sách này. Bởi vì ấy, là người tham gia kháng chiến không phải là một cái chuyện mà có thể giấu giấu giếm giếm được. Cộng đồng ở đó biết, thôn đó biết, làng đó biết, xã đó biết, nhân dân ở đó biết. Nếu mà chúng ta công khai minh bạch thì cũng vừa tạo điều kiện cho những người mà xứng đáng được hưởng chính sách, được hưởng, nhưng đồng thời cũng ngăn được cái dòng đục mà như anh Lai với lại anh Thái đã nói. Đấy. Thế và cái giải pháp thứ ba ấy, theo tôi là phải tăng cường hơn nữa cái trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Làm việc này ấy, theo tôi là phải có tâm, phải thực sự có tâm thì mới có thể tham gia giải quyết tốt được những vấn đề tồn đọng này. Tôi thấy đội ngũ những người làm chính sách ở bên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì cũng rất tâm huyết. Nhưng mà cá biệt cũng còn có những trường hợp này, trường hợp khác làm việc với thái độ cũng còn chưa tích cực, thậm chí hiểu không đúng. Chúng tôi nhận được một thư của một bác ở Nha Trang nói rằng là khi bác ấy đem hồ sơ đến đối với lại cán bộ chức năng của ngành, trong đó có khai giai đoạn bác ấy là đảng viên Đảng Lao động Việt Nam, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ vào: bác nói thế nào chứ, Việt Nam làm gì có Đảng Lao động. Đấy. Cái đó là cũng là một cái tồn tại, nhưng mà cũng cần là một cái giải pháp chú ý trong thời gian tới. Cái giải pháp thứ tư ấy, theo tôi ấy, là bây giờ chúng ta phải sử dụng tốt hơn nữa các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là những công nghệ mới như là công nghệ thông tin, rồi là cái xét nghiệm ADN vào trong cái quy trình giải quyết những cái tồn đọng về mặt chính sách. Phải lập những cái dữ liệu ngày càng tốt hơn, ngày càng đầy đủ hơn, phong phú hơn về cái hệ thống thông tin này. Và chính phủ, Quốc hội cũng đang yêu cầu Bộ Quốc phòng là phải làm tốt cái việc là giải mã các phiên hiệu các cái đơn vị ở trong chiến tranh. Đây cũng là một cái vướng mắc trong cái quá trình thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công. Thế và cái biện pháp thứ năm ấy, theo tôi ấy là cũng không nên xem nhẹ cái việc phối hợp với lại chính phủ, rồi các cái tổ chức xã hội của các cái nước mà có liên quan. Bởi vì thực tế chiến trường miền Nam của chúng ta những năm đó là có sự tham gia của quân đội, binh lính của một số nước. Và bản thân họ cũng có những thông tin nhất định về chiến trường, rồi về hy sinh của cả hai bên. Trong những trường hợp nhất định họ có thể cung cấp những thông tin tương đối chính xác về tình hình chiến trường lúc đó. Thì theo tôi nếu mà sử dụng đồng bộ, thống nhất 5 cái giải pháp này, tôi xin thì bổ sung một giải pháp sẽ đẩy hơn. Giải pháp thứ 6. Và giải pháp này nó bao trùm lên 5 giải pháp của anh nói ra. Đấy là giải pháp phá được cái tảng băng của sự vô cảm. Như anh nói, le lói sự vô cảm, xuống đến cơ sở, sự lời nhắc xuất hiện, việc này của người khác, việc này của người ta, mình giờ mệt mỏi quá, bươn trải mưu sinh rồi, tắc lưỡi cho qua. Và sự vô cảm đến tận cùng, những người trong cuộc có công, liệt sĩ thương binh, dù họ được đối xử rất công bằng, vẫn đau xót vì mất mát. Được đối xử không công bằng đến trễ thì sự đau xót 2 lần. Nhưng để so sánh với những hiện trạng xã hội hôm nay, nếu ta không xóa được như là vấn nạn tham nhũng thì họ đau xót gấp 1000 lần. Bởi vì bên cạnh cái bất công đó, bên cạnh cái khó khăn đó, lại có một cái nhóm lợi ích sống vinh thân phì gia, sống tiêu tiền thả cửa, nô lệ cho chủ nghĩa vật chất. Bên cạnh đó lại có những cái nghèo khổ, nó có những cái cơ nhỡ mất mát như thế. Và nếu ta xóa được cùng với cái chính sách chúng mình đưa ra, và xóa được cái nạn tham nhũng, cái nạn tham lô, tham mô, cái nạn hối lộ này
chừng nào hay chừng đó thì các chính sách tự nhiên nó tạo nên một đôi cánh và nó bay lên. Còn nếu không nó vẫn cứ trì xuống, phá tan được cái tảng băng của sự vô cảm và lòng tham. Cái thứ hai tôi muốn hỏi anh Thái, thanh niên xung phong nếu hy sinh ở Trường Sơn thì họ có được tiêu chuẩn liệt sĩ không? Được. Vượt quá. Một chiến sĩ, không phải một chiến sĩ, một người lái xe vận tải dân sự mà hy sinh có được liệt sĩ không? Được, tôi nghĩ là được. Tôi cho cái đó là hay rồi. Bởi vì tôi hiểu trong chiến đấu thì không phân biệt sự gian khổ và mất mát ai khác ai cả. Người lính đặc công, người lính bộ binh, người lính pháo binh và cô dân quân, cô giao liên và cô thanh xung phong đều chịu một sự đau thương và hy sinh như nhau. Và bây giờ trang trải tất cả cái danh hiệu liệt sĩ đó, tôi cho đấy cũng là một bài học nhân văn. Vâng, ông Hoàng Công Thái, ông có cái ý kiến như thế nào về cái quan điểm của hai vị khách mời vừa đưa ra, và liệu chúng ta làm như vậy thì có thể đẩy nhanh cái tiến trình, tức là cái hồ sơ giấy tờ nó phải nằm lâu như vậy hay không, và cái việc giải quyết các cái chế độ chính sách cho các cái đối tượng nó phải bị ách tắc lâu như thế hay không? Tôi hoàn toàn tán đồng với ý kiến của anh Hùng và anh Chu Lai nói. Thực ra những ý kiến của các anh đưa ra nó hoàn toàn xác đáng, và khi mà xây dựng cái chính sách ấy, thì bao giờ chúng tôi cũng phải lấy những cái mà làm cái phương châm cho mình xây dựng chính sách. Thì cái thứ nhất là đối với những người có công ấy, mà người ta được thụ hưởng chính sách là đúng như anh Chu Lai nói, là người ta vẫn thiệt thòi. Vì cái quý nhất là người ta không mất mát gì, còn đã mất mát người thân, mất mát xương máu, có cho hưởng đến bao nhiêu cũng vẫn thiệt. Đấy. Cái thứ hai, đối với những người hy sinh mất mát mà không được hưởng thì người ta còn thiệt thòi hơn rất nhiều. Thế cho nên là cái việc giải quyết cái ách tắc trong cái xác định người công ấy là nhà nước cũng đã quan tâm, đã tháo gỡ. Và tháo gỡ rồi nhưng mà vẫn chưa hết thì phải tiếp tục tháo gỡ. Đấy, quan điểm của chúng tôi như thế. Và riêng với đối chính sách đối với thanh niên xung phong, anh ạ, trợ cấp một lần, trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong không có giấy tờ, cái này nhà nước đã giao cho hội cựu thanh niên xung phong là nhân chứng đứng ra xác nhận. Đấy, anh là nhân chứng, anh đứng ra anh xác nhận, tại vì đối với thanh niên không còn giấy tờ gì chứng minh nữa. Thì về đối với cái quyết định của chính phủ về cái trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng đã giao cho lực lượng thanh niên xung phong làm nhân chứng để xác nhận, để giải quyết chế độ chính sách ấy. Cho nên chính vì thế tôi nói là cái 150.000 mà cái tồn động chính sách đối với thanh niên xung phong ấy là chắc là sẽ được giải quyết sớm. Đấy, bây giờ chỉ vấn đề là tổ chức thực hiện, thì các địa phương người ta cũng đã tổ chức thực hiện rồi. Cái lực lượng thanh niên xung phong cũng đã giám sát cái việc ấy rồi. Cho nên là chắc là sẽ thực hiện nhanh chóng. Vâng, trong cái thời gian vừa rồi thì dư luận cũng rất là quan tâm đến cái việc là ở nhiều địa phương thì có cái hiện tượng là khai man hồ sơ để hưởng cái chế độ, và trên thực tế thì họ đã được chấp nhận rồi. Và Bộ cũng đã thanh tra cái việc này và phối hợp các ngành chức năng để xử lý, và đến nay cũng đã cắt chế độ đối với hàng nghìn trường hợp. Thứ hai nữa là ở nhiều địa phương thì đã có cái hiện tượng, tức là cán bộ chính sách ở cấp địa phương là cũng ăn chặn tiền chế độ của các cái gia đình đối tượng chính sách, mà thậm chí có những gia đình có hoàn cảnh cực kỳ đáng thương, neo đơn và cực kỳ khó khăn, và có một số những cái địa phương là cũng đã được ban thể sự Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện cái phóng sự và phát sóng, mọi người đều biết rồi. Vậy thì tôi xin được hỏi ông Thái là qua thực tế này thì Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhìn nhận như thế nào về cái trách nhiệm quản lý nhà nước, không chỉ trong cái việc xây dựng và thực thi cái chính sách mà phải còn chú trọng đến cái công tác thanh tra kiểm tra để làm sao mà có thể phát hiện và tránh được những cái tình trạng gian lận trong cái việc thực hiện chính sách đối với người có công? Cái việc mà cái thực hiện chính sách ưu đãi thì có những cái đối tượng người ta lợi dụng, đấy là việc đương nhiên trong xã hội thôi, nó phải có. Nhưng mà trách nhiệm của cơ quan quản lý là phải làm thế nào hạn chế được đến mức thấp nhất cái việc ấy. Thì cái này thì thời gian vừa qua thì Bộ cũng tiến hành hàng trăm cuộc thanh tra và cũng chỉ đạo các cơ quan thanh tra của địa phương là chỉ đạo thanh tra hàng ngàn cuộc, thì cũng đã xử lý những cái trường hợp mà sai phạm. Và ở đây thì chúng tôi phát hiện ra là nó có hai cái dạng sai phạm như này. Cái sai phạm thứ nhất là khai man hồ sơ để hưởng chế độ ưu đãi. Đấy. Cái thứ hai nữa là có một cái bộ phận thì làm giả hồ sơ hoàn toàn, làm giả con dấu, làm giả chữ ký của những người có trách nhiệm để hưởng chế độ. Thế cái này thì ở trách nhiệm quản lý nhà nước ấy, thì chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an và đề nghị cơ quan công an là thành lập các chuyên án để điều tra xử lý những việc này, và đã có những cái vụ án đã được xử. Thì trong cái thời gian sắp tới mà mình lại mở ra cái trường hợp mà không còn hồ sơ gốc thì cái việc mà tiếp tục kiểm tra giám sát cái việc này cần phải làm chặt chẽ hơn nữa. Đấy.
Cái cuộc trao đổi của chúng ta từ đầu chương trình đến giờ thì nó tập trung vào một cái vấn đề quan trọng nhất là những cái tồn động về việc thực thi các cái chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công và cái độ trễ của chính sách. Chúng ta còn không nhiều thời gian lắm, trong cái phần cuối của chương trình này thì chúng tôi nêu một cái câu hỏi mở cho các vị khách mời là các vị có suy nghĩ như thế nào trước cái thực tế là hiện nay vẫn còn rất là nhiều những cái trường hợp bị tồn động và họ chờ lâu như vậy, và liệu chúng ta có cách nào để giải quyết nhanh hơn, càng nhiều càng tốt, cái chế độ chính sách ưu đãi đối với các đối tượng có công với cách mạng, kể cả những người đã hy sinh và những người đang còn sống cũng như là thân nhân gia đình của họ. Xin mời nhà văn Chu Lại. Tôi suy nghĩ thế này, có nghĩa là trong Bộ Thương binh Xã hội của mình, rồi trong Quốc hội của anh, thế rồi là trong Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã kịp thành lập một cái ban gọi là ban chiến lược để giải quyết những tồn động một cách cấp thời. Đây là trận đánh quyết chiến điểm cuối cùng. Còn cái sự tồn động này là một khái niệm rất mập mờ. Năm này ta vẫn nói tồn động, sang năm vẫn nói tồn động, năm nào vẫn tồn động. Thế thì hoạch định ra một thời gian. Đây là đạo lý, đây là nhân văn, đây là lòng tin. Thì phải lập ra những cái ban chiến lược để giải quyết dứt điểm tồn động. Cái thứ hai, nghiêm trị. Ăn cắp tiền bạc của nhà nước gọi là tham nhũng đã là không tha thứ được. Nhưng ăn chặn tiền xương máu của những gia đình liệt sĩ phải nghiêm trị đến nơi đến chốn, kể cả tử hình. Bởi vì cái tội nó lớn lắm, cái tội nó xúc phạm dân tộc, xúc phạm lịch sử ghê gớm lắm. Thì bằng cảm xúc của người viết văn thì tôi thấy rằng nếu ta đi được trên những cái cương vực đạo lý một cách đàng hoàng như thế, quyết liệt như thế, công tâm như thế, tất cả vì nhân dân cần lao, tất cả vì xương máu của những cái năm tháng đã qua, tất cả vì niềm tự hào dân tộc, toàn dân, toàn đảng và tất cả các ban ngành tập trung vào đó, dứt điểm từng chi tiết cho đến cái lớn hơn, tôi nghĩ rằng nó sẽ xong trong thời gian trước mắt. Và những người chiến sĩ biệt động như vừa rồi trong video clip thì có thể le lói một hy vọng rằng sự hy sinh của họ, dù mất xác, dù mất hết giấy tờ, dù đơn tuyến hay đá tuyến, sẽ được tổ quốc và non sông nhìn nhận đến nơi đến chốn. Vâng, xin mời ý kiến của Hoàng Công Thái. Cái điều anh Chu Lai nói thì nó cũng trùng hợp với những cái chỉ đạo của Quốc hội, của Chính phủ. Thế thì hiện nay chúng tôi cũng đang xây dựng một cái hệ thống văn bản chính sách để làm thế nào mà trong cái đầu tháng 8 phải trình được về cái giải quyết cái chế độ mà cho cái người mà không có giấy tờ gốc. Thì cái việc này chúng tôi đang phối hợp với bên Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số các cơ quan chức năng khác, chúng tôi đang xây dựng này và cũng sẽ trình trong thời gian sớm. Vâng, xin mời ý kiến cuối cùng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta hay nói là trân trọng và biết ơn đối với những người đã hy sinh đóng góp cho sự nghiệp chung của dân tộc, thì tôi nghĩ là cái sự trân trọng và biết ơn đích thực nhất là mỗi người hãy làm tốt cái chức trách của mình, và trong đó có những người đang làm chính sách. Ở trên tôi đã nói về năm giải pháp, thì đấy cũng là một cái đóng góp để góp phần thực hiện tốt hơn chính sách này. Thế còn về lâu dài thì tôi nghĩ rằng là chủ trương chính sách về đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, ưu đãi người công vẫn luôn luôn là một chính sách lớn của Đảng nhà nước ta. Và chính sách này sẽ được bổ sung hoàn thiện theo cái trình độ phát triển kinh tế xã hội, theo cái khả năng về kinh tế tài chính của chúng ta. Cho nên đến một lúc nào đó, chính sách sẽ lại được bổ sung và chúng ta lại có những cái điều kiện để chăm sóc tốt hơn đối với người có công. Thì lúc đó lại đặt ra vấn đề có những cái trách nhiệm mới, cái cách làm mới để chúng ta thực hiện tốt chính sách này. Và cả khó khăn nhưng, mới nữa. Vâng, đúng thế. Nhưng mà có một cái điều là đối với những chính sách hiện hành thì phải làm cho tốt đã. Thế và theo tôi ở đây ấy, thì qua giám sát chúng tôi thấy rằng là có cái ranh giới giữa hai từ thôi. Nhưng mà nhiều khi là các cơ quan chức năng và các đồng chí trực tiếp làm cũng rất là băn khoăn. Một là sót, hai là sai. Vì sợ sai cho nên để sót. Đấy. Theo tôi ấy, trách nhiệm của chúng ta là không được để sót. Vì những người mà có công đối với cách mạng, với đất nước là phải được trân trọng, phải được tôn vinh và phải được ưu đãi. Thế còn việc để sai ấy, là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước của chúng ta. Không được để lẫn lộn hai cái việc này với nhau. Đừng để vì sợ sai mà để sót nhiều. Đấy. Cho nên theo tôi là phải tập trung giải quyết vấn đề sót. Thế còn vấn đề sai thì trách nhiệm của các cái cơ quan
trong hệ thống chính trị của chúng ta, có cả cơ quan dân cử, tức là Quốc hội rồi Hội đồng dân các cấp, rồi có cả chính phủ, các bộ ngành, rồi cấp ủy chính quyền các địa phương. Nhưng mà đặc biệt như tôi nói là hãy dựa vào dân. Thế và trong cái câu chuyện thanh tra kiểm tra như anh Thái nói, thì theo tôi là phải chú ý đến cái hậu kiểm. Đấy. Có thể mình cũng không loại trừ được những trường hợp sai. Bởi vì là cuộc chiến tranh của chúng ta là chiến tranh nhân dân. Khi vào trận thì không có cần thủ tục hành chính gì cả. Nhưng bây giờ làm chính sách thì lại cứ phải liên quan đến thủ tục. Cho nên có trường hợp phải mở ra như anh Thái nói. Mà đã mở ra thì cũng có thể có cái sai. Ta đừng sợ cái đó. Ta làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là hậu kiểm. Và tùy theo mức độ vi phạm mà nghiêm trị như anh Chu Lai nói, thì tôi tin rằng là cái công việc của chúng ta sẽ giải quyết tốt hơn. Vâng, tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ với cái ý kiến vừa rồi của ông Đỗ Mạnh Hùng. Thưa quý vị và các bạn, hiếm có một đất nước nào sau khi kết thúc chiến tranh gần 40 năm mà những cái di chứng và tác động của nó vẫn còn để lại sâu đậm như là đối với Việt Nam. Hơn 8,8 triệu người có công với cách mạng, 1.100.000 liệt sĩ đã được xác định. Những con số này có thể chưa đầy đủ và cũng chưa có thể bao quát hết. Nhưng mà cái điều đáng để chúng ta phải suy nghĩ là nhiều người trong số họ đã trực tiếp tham gia kháng chiến hoặc là có người thân hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất của đất nước. Nhưng mà đến nay thì vẫn chưa được hưởng bất cứ chế độ gì. Có nhiều lý do, trong đó phần lớn là do yếu tố khách quan. Nhưng mà cũng có những lý do chủ quan từ phía các cơ quan xây dựng và thực thi chính sách trong hệ thống chính trị. Việc tháo gỡ cơ chế chính sách liên quan đến việc giải quyết chế độ cho người có công để có thể giúp nhiều người hơn nữa tìm được cái nguồn động viên tinh thần lớn để có thể tìm lại được danh dự, niềm tin cũng như là hạnh phúc sau bao năm họ phải mòn mỏi và chờ đợi. Họ là những người có công với cách mạng, với đất nước và công lao của họ chính vì vậy cần được công nhận, tôn vinh và đền đáp. Chương trình đối thoại chính sách ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.